Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sự kiện vô cùng đau thương trong lịch sử Ukraine, nạn đói Holodomor. Thực sự tôi đã đọc rất nhiều về nó và càng đọc tôi càng cảm thấy xót xa. Tôi rất muốn hiểu rõ hơn về sự kiện này và thật may mắn hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử ông Nguyễn Văn Hải. Chào anh Hải, anh có thể chia sẻ với chúng tôi về những điều anh biết về Holodomor được không? Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả. Thực ra Holodomor không chỉ là một nạn đói mà còn là một vết thương lòng sâu sắc của người dân Ukraine. Tôi nhớ lại một câu chuyện tôi đọc được về một cậu bé sống sót qua nạn đói này, khi lớn lên, ông ta chỉ có một mong ước duy nhất là được ăn no mỗi ngày. Ngọc Mai nghĩ sao về điều này? Thật xót xa anh ạ, chỉ một mong ước giản đơn như vậy thôi mà cũng trở nên xa xỉ. Vậy Holodomor khủng khiếp đến mức nào thưa anh? Để Ngọc Mai dễ hình dung, hãy tưởng tượng cảnh tượng phố xá đầy rẫy người chết vì đói không ai chôn cất, quạ bay lượn khắp nơi. Đó là những gì đã diễn ra ở Ukraine những năm 1932, 1933. Người ta ăn cỏ, vỏ cây, chuột, sâu bỏ, thậm chí cả thịt người để tồn tại. Ngọc Mai có biết tại sao lại xảy ra thảm kịch này không? Đó chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện thôi. Ngọc Mai. Chính quyền Xô Viết đã tịch thu toàn bộ lương thực của người dân Ukraine từ hạt lúa mì cuối cùng đến củ khoai tây cuối cùng. Họ muốn đàn áp ý chí đấu tranh của người Ukraine. Hãy tưởng tượng cảnh mật vụ dùng những cây thép nhọn đâm xuống đất để tìm lương thực giấu kín. Thật tàn nhẫn. Điều này thật kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh đó. Vậy lúc đó người dân Ukraine đã phản ứng như thế nào, thưa anh? Họ tuyệt vọng tìm cách chạy trốn, nhưng biên giới đã bị đóng. Có một câu chuyện tôi nhớ mãi về một người mẹ giấu bột mì dưới đệm con mình nhưng rồi bị mật vụ tịch thu. Người mẹ chỉ biết gào lên bọn giết người. Sự đau khổ uất ức của người dân lúc đó thật khó diễn tả. Ngọc Mai đã bao giờ chứng kiến cảnh đói kém chưa? May mắn là tôi chưa từng trải qua. Nghe anh kể mà tôi thấy rùng mình. Vậy nạn ăn thịt người mà anh nhắc đến lúc nãy là thật sao? Đáng buồn là nó đã xảy ra. Có một người đàn ông bị bắt vì ăn thịt cả ba đứa con của mình. Khi được hỏi, ông ta nói, nếu bị hỏi thêm sẽ ăn luôn cả người hỏi. Ngọc Mai thấy đấy, đói kém có thể đẩy con người đến bước đường cùng như thế nào. Có những câu chuyện còn đau lòng hơn nữa, nhưng tôi không chắc có nên kể ra đây không. Ngọc Mai có muốn nghe không? Tôi, tôi không biết nữa, nhưng nếu anh nghĩ nó quan trọng để hiểu rõ hơn về Holodomor thì anh cứ kể. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi có một người mẹ phải ăn thịt con mình để sống sót. Bà ấy nói rằng, đằng nào chúng cũng chết, làm vậy may ra cứu được một người. Nghe những câu chuyện này, tôi luôn tự hỏi tại sao con người lại có thể đối xử với nhau như vậy. Thật khủng khiếp, tôi không thể tưởng tượng nổi. Vậy chính quyền Xô Viết đã làm gì để giải quyết thảm cảnh này? Ban đầu, họ hoàn toàn làm ngờ. Đến khi nạn đói lên đến đỉnh điểm vào mùa hè 1933, họ mới đồng ý trả lại một phần lương thực. Nhưng đáng sợ hơn, họ còn phủ nhận sự tồn tại của Holodomor, cho rằng đó là do bọn phản động bịa đặt. Họ tiêu hủy mọi bằng chứng, thậm chí còn xử bắn những người tiết lộ sự thật về con số thương vong. Thật là một sự dối trá chính trị khủng khiếp. Đúng vậy, một sự dối trá kinh hoàng. Cảm ơn anh Hải đã chia sẻ những câu chuyện đau lòng này. Qua câu chuyện của anh, tôi càng hiểu hơn về nỗi đau của người dân Ukraine. Tôi tin rằng những câu chuyện này cần được lan truyền rộng rãi để chúng ta không bao giờ quên đi những bài học lịch sử. Cảm ơn anh Hải rất nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai, cảm ơn quý vị thính giả.